chị. Hai, đây cũng là phần thi rất đặc biệt của các nữ doanh nhân của chúng ta. Và có các nữ doanh nhân đã chọn ra một truyền thống của Việt Nam, đó chính là tà áo dài. Đây là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Đức Minh dành riêng cho các nữ doanh nhân. Và ngoài ra, đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy trang phục truyền thống của đất nước Campuchia. Và chúng ta cùng đến với phần dự thi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời phần đầu tiên dự thi trong trang phục áo dài người thí sinh Đặng Lệ Thủy, số danh 06.
người. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần thi trình diễn trang phục truyền thống. Và như quý vị cũng nhìn thấy, những tà áo dài được đính kết, được thiết kế rất là tỉ mỉ bởi sự công phu của nhà thiết kế Đức Minh. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế Đức Minh đã dành cả tâm huyết cho bộ sưu tập mới nhất dành riêng cho các nữ doanh nhân của chúng ta trong đêm tối hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Catwork Á Hậu Phương Trần Jerry và cảm ơn tổng đạo diễn chương trình Thu Trang Bolero. Cùng chờ đón thí sinh tiếp theo, thí sinh Nguyễn Kim Hậu số danh 07. Thank you.
sẽ có danh 10. Thưa quý vị, nữ doanh nhân Phạm Thị
62, số đo bao vòng là 89, 70 và 89. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thí sinh trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer. Thưa quý vị, cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang, số báo danh 36. Sở hữu chiều cao 1m59, cân nặng 45kg, số đo bao vòng 78, 62 và 88. Và cùng đến với thí sinh tiếp theo, thí sinh Lâm Nguyễn Thị Dương, số báo danh 35. Thưa quý vị, thí sinh Thùy Dương sở hữu chiều cao 1m62, cân nặng 48kg, số đo bao vòng 82, 60 và 85. Số báo danh 34. Thưa quý vị, thí sinh Nguyễn Phạm Việt Hà sở hữu chiều cao 1m62, cân nặng 42kg, số đo bao vòng 89, 61 và 88. Miss Nguyễn Phạm Việt Hà, the number is 34. Gặp gỡ thí sinh Diệp Ngọc Thảo My, số báo danh 33. Thí sinh Diệp Ngọc Thảo My, số báo danh 33, đang rất duyên dáng trong trang phục Khmer với hai tông màu chủ đạo là màu trắng cùng với sọc kẻ caro, họa tiết vô cùng ấn tượng trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer. Và cùng chào đón thí sinh tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, thí sinh Nguyễn Thị Công Dung, số báo danh 39. Miss Nguyễn Thị Công Dung, the number is 39. Và chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, thí sinh Hà Thị Thanh Tâm, số báo danh 37. Miss Hà Thị Thanh Tâm, the number is 37. Và tiếp theo sẽ là một thí sinh đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Cambodia. Xin mời quý vị cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 24, thí sinh Hin Thi. Chiều cao 1m60, cân nặng 46kg, số đo bao vòng là 87, 60 và 90.
Và tiếp theo, chúng ta còn gặp gỡ một thí sinh nữa trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer. Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh Tina Nguyễn, số báo danh 26. Thank you.
vài cuộn nữa. Và xin được cảm ơn những tràng vỗ tay từ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta hy vọng rằng sẽ nhận được rất nhiều những tràng vỗ tay như vậy sau mỗi lần thí sinh trình diễn được không ạ? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại phần thị trường phòng áo dài. Xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của một ngôi sao ca nhạc đến từ Việt Nam. Và khi mà nhắc về anh thì chắc chắn là mọi người hay nhớ đến bài hát Gọi Đò. Không biết là quý vị có đón được ca sĩ nào không ạ? Wow, khán giả đã gọi tên anh rồi. Thế nên chúng ta xin mời phần trình diễn từ ngôi sao ca nhạc ca sĩ Dương Ngọc Thái.